bưng ra không hỏi gì hỏi gì vàng nha. Chị bỏ tiền vô nước nước lèo có mùi bò hả? Hello mọi người, bây giờ là 9 giờ sáng rồi. Thì Vân Nguyễn mới ngủ dậy, giờ sẽ giới thiệu với mọi người về cái khung cảnh của cái khách sạn mà Vân Nguyễn đang ở. Khách sạn này có tên là Banana Fields. Đây là cái tạp hóa của cái khách sạn này. Hình như là mở 24 giờ luôn á mọi người. Những khách đi đường hoặc là những người mà thuê phòng khách sạn có thể là ra đây mua nước, mua bất cứ cái gì mà quá có đó, không có giới hạn giờ giấc. Còn ở đây á, mọi người muốn uống bia thì hình như Vân Nguyễn biết là mà nó bán tới 12 giờ đêm là hết bán rồi. Đó là những cái cửa hàng ở Florida. Đây là khung cảnh bên trái bên phải là nhà đằng trước của khách sạn. Đây bên trái, đây đằng trước, trước cũng là một cái khách sạn lớn. Bên phải khu đằng kia có nguyên đám mây dày đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ mời mọi người đi tham quan với mình ở phía bên trong. Đây là cái khu vực mà mọi người sẽ ngồi nghỉ ngơi ăn uống từ sáng cho đến tối luôn. Cây này hồi tối không thấy đường mà nhìn mình tưởng cây chanh nè mọi người. Không biết cây này cây gì luôn mà nó tốt chứ. Cứ phải chanh mình giấu không. Cái không khí và cái không gian ở cái khách sạn này á, mình thấy nó giống như là cảm giác ấm cúng á mọi người. Nó giống như là cái nhà lớn, cái biệt thự vậy đó, mà có một cái khu để ngồi thư giãn chứ nó không có phải là một cái ra một cái khách sạn tự nhiên. Nó không giống nha. Đặng nha, chuối một chút hỏi có ăn không, ăn nha, mình ăn nha. Hả? Ủa cái này cái gì ta, nhiều nhìn cái mía bắp cũng mình thích mấy cái ghế này nha mọi người. Theo mình nghĩ á, hình như là mấy cái ghế này á là khi mà người ta tắm xong rồi hoặc là không tắm cũng được, chiều chiều mát mát rồi buổi trưa giống vậy nè, sáng nắng sáng á, mọi người sẽ trải một cái khăn ra. Nên mình có thể là một phòng mà mấy người vậy đó, trải ra cái họ nằm họ hơi nắng hoặc là uống nước trái cây, uống bia gì, nói chuyện gì đó. Đây cũng là cái sinh hoạt. À,
đầu này là cái ghế này cũng như vậy, như cái salon cũng rồi. Tổng quan của cái này là như thế này. Hôm qua mình cũng nghe ông xã mình nói sơ sơ rồi mà không nhớ chắc nữa. Ngày thường là 130 mấy đồng, 130 mấy đô đó mọi người. Cuối tuần thứ bảy chủ nhật là nó lên tới 200 mấy. Còn những cái ngày lễ lớn thì mình không biết, chưa có dò giá thôi. Đây thì mọi người, giờ gia đình mình chuẩn bị sắp xếp đồ đạc, giờ tại vì 12 giờ là phải trả phòng, giờ vậy xoằn cái sắp xếp trả phòng xong kiếm gì ăn đó, rồi mình cả nhà sẽ đến một cái thành phố khác nữa, cũng vẫn là ở bờ biển Florida. Rồi mình sẽ để mọi người xem bên trong của cái phòng, tại vì giờ mình phải vô kiểm tra lại trước khi mình ra trả phòng. Tôi có quên gì không? Vừa bước vô phòng là giờ này là cái thẻ mở cửa. Ok, tivi. Đây là cái menu đồ ăn nè mọi người. Đây, khách sạn là lúc nào cũng có người 24 giờ 24/24, ví dụ như mọi người nửa đêm hay là sáng trưa chiều tối mình có đói bụng đó, chọn những cái món ăn trong này. Đây, mình sẽ đi ra ngoài cái quầy, mình chọn món ăn, mọi người sẽ làm sẵn cho mình. Đây là cái tủ để mọi người treo đồ. Nó lạnh chạy phà. Này là máy sấy tóc. Tủ lạnh. Mình có sơn. Rồi, giờ mình đã kiểm tra xong, giờ mình ra phòng tiếp tục cuộc hành trình dạo vòng quanh Florida nữa, là mình sẽ chạy thẳng về nhà ở Houston, Texas. Giờ là cả nhà mình đang đi kiếm quán để ăn sáng, thì Google thấy có một cái quán là phở 77 nằm ở ven bờ biển. Chút nữa mà mình ăn sáng xong á, mình băng qua đường là biển, nên mình sẽ kiếm cái lối đường mòn nào á, mình đi xuống đó mình tắm chơi. Giờ chưa đến chiều. Đây là đối diện quán, đây bên phải, đây là mấy phải là mấy cái nhà giống như khách sạn này, hotel nhà nghỉ hay ở bên mình rồi. Hải cuốn
Ngồi ngoài đây cũng mát lắm nè. Ngồi ngoài mát nè. Thì mình kêu xong rồi mình ra đây ngồi được mà. Buổi chiều thì ngồi qua đây. Tối rồi chứ. Bên đây chiều là trời còn nắng chang chang. Đây là cái địa chỉ của quán nha mọi người. Ăn phở hay cái bún bò quế như hôm qua? Bún bò quế hôm qua. Bò quế ăn như hôm qua. Bún gà tôm. Bún bò. Hay là ăn bún thịt nướng? Rồi ăn cơm. Bún thịt nướng. Rồi, đồ ăn vừa mới được bưng ra, không hỏi gì hỏi gì ăn nha. Mày đi biển rồi, dọc bờ biển mà có hỏi ăn cũng có lý. Cái này không có chuyện chuyện thường ở Galveston. Hai tô phở đặc biệt của ba cho con. Mình đi ăn phở hải sản nước cốt gà. Ngồi đây ngồi ăn ngoài trời. Ngồi ăn. Đây là cái khung cảnh phía đằng sau của quán, có cái hồ. Nãy mình chưa lại đây, mình chưa thấy. Này, giờ ngồi xuống ăn thôi, để hồi gió nó thổi mạnh quá, nó nguội hết. Thì bỏ tương vô chút nước lèo. Có mùi bò. Hả? Ngon. Đúng là cái phở, chứ không phải là cái phở ăn liền. Thịt cũng cho ok. Mùi biển là thịt ăn thời gian. Ở trong ok. Nếu mà thèm phở đi ra ngoài biển cũng phải ăn ăn đi. Quá chậm luôn. Có dây dài. Ô, cái chén này cũng là không đăng. Có duyên. Dầu. Bánh phở cho nhiều. Yeah.
nước lèo này. Clear and nice. Oh, hết. Xong, mình đứng tiền chuẩn bị đi tiếp. Tươi xanh. Trời ơi, cái gì lúng cát quá. Ở đây thì trống trải thoải mái hơn. Khúc bên kia thì đông lắm. Nguy hiểm, đừng có bơi với cá sấu.